bớt. Chứ vừa sáng nói rồi lấy cái gì qua rừng, lấy cái bẹ cái rút gì dập dập ra vuốt gì rồi đó. Dầm mưa dậy nắng hướng không? Được được, đứng ngay đứng khi nào nắng xuống rồi là nghỉ. Thấy thương quá trời thương luôn. Làm ăn gì được.